bạn cảm ứng không được. Nó bắt đầu trễ nhá. Stam. Nói chung là trong bốn cái tác vụ này ấy, trong bốn cái tác vụ này thì Google nó có năm cái tác vụ chính ấy, là cái điều hướng ấy, thì hai tác vụ này đóng tác và cái danh sách tác là có vẻ là chạy ok. Còn hai cái ba cái giữa này, dù cái tác mới này không chạy được, tác mới này không chạy được, đằng trước cũng không chạy được. Cái wifi này có biết sao không vào. Đây là cái trình đã dùng của nó này. Thời tiết máy ảnh, bạn có thể thử nghiệm một chút. Trời khá là tiêu sáng, không bốn mươi hào nhưng mà cần bật cắn vấn đề rất là tối đi. Nó có thể so sánh cái chất lượng ảnh của cái này với hai cái này đấy, cùng camera 13 megapixel tương đương, có thể thấy rõ ràng cái chất lượng ảnh của Mi Phone với cả hai con này. Một con là Huawei Honor 4C, một con là con này là Movistar Primus. Chất lượng ảnh nhìn thấy rõ ràng. Đây là con Huawei 4C Honor, đây con Primus, đây chắc là của con Mi Phone. Con Mi Phone chụp trong một cái điều kiện như nhau, một vật thể như nhau. Con Primus có vẻ là sáng nhất, phần màu sáng tốt nhất. Con này chỉ có hơi vẻ hơi thiếu sáng thôi, hơi thừa sáng nhưng mà nó rất là nhòe. Chi tiết thì không sắp lắm. Đây con Mi Phone. Để chưa đầu từ đầu hết nha. Ám sành đúng không? Cái chiếc ám sành. Ba con đều có camera 13 megapixel y như nhau. Đặc biệt là con Private này có cái cảm biến Omni của nó là cái loại cảm biến chính, là cái cảm biến camera mà con Mi Phone dùng. Chính xác hai con giống nhau luôn, không khác gì hết. Cái chất lượng ảnh nó khá là có sự chênh lệch. Vẫn thử nghiệm lại. Này các bạn nào ba không biết sao. Cái này
xe camera chứ không phải gì đây hôm trước hả? Năm mấy cái xe đó cái transfer giá thì nó không dùng được cho cái này rồi, bởi vì lâu cài sẵn rồi. Thì như có vẻ lâu. Cái này file có 35.67 MB, có phải là file Bluetooth, Bitmax Benchmark 5.71. Tốc độ không nhanh như mình tưởng. Bắt đầu chạy rồi đấy. Có vẻ là không nhanh hết lắm. Không nhanh lắm. Tốc độ này là khá là chậm so với, nếu như mà so với hai con này tải sang thì cũng khá là chậm. Cái này là iPhone. Cái này chắc phải 5 phút mới là xong một cái bài này. Không. Cái thường này, cái này nó có cái đường mới không? Cái này chắc anh FC thường năm qua này. FC cái này cũng không có FC, cái này chỉ có máy này có nửa FC, nhưng mà FC này nó cái này transfer jet. Nửa FC nó được dưới dạng khác. Và là xe transfer jet. Cái xài với nó thôi. Đúng rồi, xe transfer jet nó dùng cho hai con iPhone với nhau thôi, nó không dùng được với máy khác. Tức là công nghệ này chỉ có ở iPhone thôi. Khó tiếp cận thì với các hãng khác nhau. Đây cái chắc xin. Cái cắm xin. Lần nếu anh thôi. Chỉ chính là cái nhãn xe. Anh thế giới. Đúng rồi, đòi phổ biến. Rất bóng vào mấy cái khác. Bắt đầu. Giờ vẫn chưa xa, mới được 33%. Bây giờ là khoảng 2 phút rồi. Cái máy này có cái vợ làm mặt lưng dễ bấm vân tay. Kính nó là kính, cái này ai mặt kính dán, hay là mặt kính băng keo lại cho ai mà để như vậy anh dán thì nó lì thì dán lại chứ dán nó lại xấu sao dán băng keo trong sao xấu gì ai cũng dán ai coi thì dán khung viền của nó thì là cái mặt kính nó sẽ ốp lên trên chứ nó không có tàn cái khung viền, là mình sẽ có một cái khoảng cách giữa cái mặt kính với cái khung viền này mà hơi thiếu thẩm mỹ là hai góc nó hơi thù góc vậy đúng rồi. Phải nó bao nhiêu? 35.3, 35.5. Cũng không nặng lắm. Anh tu mà, anh tìm gì? Bị thóc, bị cà, bị mobile, bị cà, bị cleaner. Cái này thực sự sao mà nặng. Đây là bị cà, bị cleaner. Cái này giống như CC cleaner trên... Rồi. Cái phần mềm tự biến. Này mà cái này thì cũng chưa có cái gì trong bộ nhớ nên là cũng chẳng có gì nhiều để mà dọn dẹp đi. Chạy đa nhiệm loa đó rồi tay nghe nha, loa ngoài xem nào, có nhạc dạ, có lót lét không, đang thử đây, đang tìm phải chai vô cái có
xe nhạc về anh lấy hả? Có nhiều máy có video á. Trời đâu video là máy chính gì? Video đâu cái phim mà không có, nói chung là máy nó chưa có cái media gì đâu mẹ. Có thể là để dùng một cái gì, một cái file nào đó bắn sang. Không, nếu mà chia sẻ nhạc á, anh có đăng nhập chưa? Em phải cho kết nối VIP. Cái này sao em cứ tiên không cho kết nối wifi để mình mở nhạc ra nghe, mở nhạc có cái wifi free của IPT. Mở wifi lên xem. Không nào có thể test luôn cái tốc độ web của nó bên này, HTML5 cũng được. Đây ví dụ như để có một bài thì có thể gửi sang bên này được. Mà nó bát mạnh cái này nó không chỉ tròn xe sao á, không cái nó được wifi. Nhờ cái icon này cũng khó hiểu nha. Cái đó là không có sim, không sim. Làm nó xong. Rồi có thành công rồi. Rồi chạy thử. Chạy tôi là biết rồi. Gì? Sao này? Bạn nào hy sinh một cái ad Google ấy đăng nhập vào tại AnTuTu về. Nhưng mà không có wifi. Đâu rồi cái bộ nhớ trong cái file của nó nằm ở đâu? File nó nằm ở chỗ folder nào? Cái tay xuống, phải không? Tay xuống, nội dung tay xuống, download đấy, download. Đây, đừng. Nội dung tải. Đây. Còn sao? Nội dung tải không có bảo trong đây, cái này internet. Mình là mình cần tìm vào bộ nhớ trong của máy. Không có phần mềm quản lý. Có phần mềm quản lý không? Không có đâu. Không có phần mềm quản lý. Không có phần mềm quản lý. Đâu thì phần mềm quản lý rất là khó tìm vì không biết cái nằm ở đâu. Cái không đặt. Thể tìm được. Dung lượng. Bản 64GB. APK nó nằm ở đâu? APK nó để ở đâu? Nói chung là giao diện nó rất là khó hiểu vì không giao diện boss rất khó hiểu. Bởi vì không có cái phone manager thì làm sao tìm được cái file nào trong này? Và tải xuống nằm đâu không có luôn. Tải xuống đây. Thấy nhưng mà cái trừ bỏ Bluetooth nằm đâu. Có các file tải về từ internet thôi. Quản lý file đây không thấy có trình quản lý file đây. Có trình sạc không? Sạc. Nó không có. Nó sạc Google không có liên quan gì cái chuyện sạc trong máy. Không có file manager. Không có file manager nên không tìm được nó nằm ở đâu, không biết nó nằm ở đâu. Đây là một điểm khá là kỳ lạ của smartphone xem có. Cái này là cái này không có đây mấy cái tùy chọn dạng ấy như trạng thái thành trạng thái cũng không hiện thị gì, nói chung là nó thiết kế giống ai hai thành trạng thái có hai thành trạng thái khác nhau về chỗ là bây giờ ví dụ như cái này nó có cái máy này thì nó có cái file lock dạng như là back lock á, mình sẽ biết được là mình đã làm cái gì, tắt vụ gì, có gì đồ gì đó. Cái này thì không có, nó không hiểu được là nó ở đâu. File thì đã gửi sang rồi. Kỳ lạ nhỉ. Nhưng không thể tìm được file trong máy. Mình cũng tải xuống, không có cái này không phải đâu. Thành không phải nó ghi chép mỗi khi mà em nhận chế độ riêng tư nhận thành cái ta nó có hiện thành cái xin nhận đã bắn qua xong rồi có thì lít vô nó kêu file không tồn tại ứng dụng có bảo vệ trí bảo mật sau lưng này giờ đã được gặp mình không có gì hết thôi nó lấy thứ ra ứng dụng thì tải xuống không có hợp đồng cũng như vấn đề là cái này giờ chắc phải xin mật khẩu qua qua cho mình coi thử. Cái wifi phi vô được không vào wifi có được không vào lướt nét là không tải giờ lướt nét được đó lướt nét đâu nét nè đúng nhưng anh có sạc cái file trong máy không mà bắn sang được chứ còn cái này thì sang được cái này lướt nét nè không cái này không có nữa được mà lướt nét không vào được phải đi phát wifi à đó là nào có lướt nét thì đâu được hết đó. Nhưng mà thấy cái này có trang bị cái tính năng lớn nét không? Có. Có, lớn nét thì có được, không có đăng nhập vô năng lớn được. Chia sẻ nhạc cánh cơm á. Chia sẻ nhạc nó biết có phải lớn nét cho anh thẳng. Rồi đặt nè, wifi đã bật rồi. Wifi tự do mà. Bây giờ vào lại wifi. Click vô wifi để mình mà. Giao diện phản hồi hơi chậm.
do gì mà đen thui rồi không biết đi xảy ra. Phản hồi quá chậm luôn. Đỡ rồi, theo. Tạm thời theo. Phải điều hành á, tiếp vô cái để tìm wifi giờ nó không chạy luôn. Tất lần nữa thì nó không chạy luôn. Đó, theo luôn. Tùy bài nào nhiều, chi tiết nhiều mà nó sao. Có thể khởi động lại máy xem. Mà phải reset lại máy thì cái này quá mất tiền. Không, còn mấy bài mới chi tiết nhiều cũng. Tức là wifi của cái này có vấn đề, tích vô không vô được. Tuy là qua đây là bật rồi. Cái này cũng không có cái tùy chọn là hiện thì mình đã vào wifi chưa, nhưng mà không biết chỉ có mỗi bluetooth. Hỏi cái mã wifi này thì bắt wifi được. À đây nè, bắt được rồi, nhưng mà vô để chọn cái wifi nào thì không vô được. Không có mà cả dùng bây giờ nó bật lên. Tự do đó. Có cái wifi free đó, tự do cái tốc độ bật wifi quá chậm. Nó không hiện luôn, nó không ra luôn. Không. Ủa, không cho thử đặt. Rồi rồi, mở rồi, nó tắt. Nó không tự động search như các cái màn khác, như các cái máy khác, mấy các cái động auto search. Ở đây nó treo luôn, nó không có làm tắt bù gì hết. Thôi khởi động lại máy xem. Rồi đơ luôn. Bị gì em? Đơ luôn rồi. Treo rồi. Đơ máy khi bấm vô wifi đơ luôn. Rồi. Treo rồi. Phần mềm tùy biến không tốt rồi. Không có đề rồi. Còn mình này dở. Em còn đã. Em máy. Rồi, khởi động lại. Rất là từ khởi động lại luôn rồi. Tự động khởi động lại. Từ đầu khởi động lại kia bấm vô wifi thì đầu khởi động lại theo máy. Mà cái máy từ cái máy nó có cho cái lần nữa nó là 92. Để máy nó thử. Nếu mà không được nữa là quá dở. Cái máy này nó có. Đấy bây giờ là khởi động lại rồi. Nếu mà không được nữa là quá dở đấy. Lúc mà em đang xài cái wifi là cái cơ bản của mỗi máy này, mỗi máy đây. Đi phone phòng mình nó không thân thiện. Đây là mở khóa này. Vút lên. Cái mới ra là cái cái này chẳng hiểu. Đây, Bluetooth đang bật này, FPT Shop đang vào. Đã vào FPT Shop rồi này. Micro. Tai nghe có siêu phẩm hàng đầu Việt Nam. Tai nghe hoàn toàn không có bát. Tai nghe siêu phẩm hàng đầu Việt Nam. Bán online 300 ngàn nha. Ship tới 200-300. Đây, đã vào là trang web FPT. Đã vào là trang web FPT. Portfolio. Nó phải chăm chút cái tai nghe chút là bao giống như đài FM của ngày xưa. Connect. Vào lại đi. Đây là vào lại connect. Làm sao? Anh đi lắm cái chỗ nó kéo xuống chỗ chữ màu xanh á. Số 2 à. Số 2. Cái đây là vào Google rồi. Ví dụ như bạn hy sinh một cái Google để bây giờ Netflix thì xem nó ra gì. Đây là search khá nhầm. Vào bây giờ Netflix không có tín hiệu phản hồi gì. Không biết là lót hay không hay chưa. Đây là cái ba bấm vô là lót ra không ra. Rồi bây giờ nó lót. Mất khoảng 30 giây để lót được cái này. Cái đấy thì nó còn phụ thuộc vào đường truyền đấy chứ hả? Vâng. Làm như cái này mới ra là đang mấy nhiêu cái nhiều yếu tố tác động lên cái máy cá tàu rút cái máy đi để chỉ sang vô và chỉ sang gặp bạn muốn ghi mà đây bạn có cấp nhất mà này số kiểu bảy đây rồi cái chrome rồi cậu máy đi mà chưa để chui sạch nó một đó. Cái này là chiếc Intel không có ưu hóa gì đó tại vì đầu bán năm rồi cũng chỉnh lúc trên thế giới họ cũng như thằng xài chỉ ca dính năm rồi ngon thì ca dính 10 một giờ ở nhà xài cái món khác cờ vua là sơ sàng đất được bạn với lại cái thứ 10 mình cũng làm cho nên cũng đẹp về lẻ bị lót lại suốt những thời đó nó làm đây cả hai cùng chạy đang chạy Google này
test thử xem là cái tốc độ review web của cái hai cái này như thế nào. Cái là Bifone tệ hơn. Bifone vẫn chưa lót xong cái trang Google rồi, chờ chút đi. Anh vô trên kinh tế tôi xem. Tìm kiếm vào Google là kinh tế. Anh cho một bài so sánh anh tụi tôi luôn đi, anh tặng anh tụi tôi và ví dụ nha, bây giờ bà bên này cũng vào tinh tế này. Rồi, cả hai trang cùng đang ở chế độ chơi và tinh tế này. Cái này vào trước. Cái này vào sau khoảng 2 giây, 3 giây. Cái này là Honor 4C. Cái này là Honor 4C của Huawei. Huawei. 4C. Đây. Đây là cái thử duyệt trang bằng cái cảm ứng thì bên nào chạy. Đây. Cùng một lúc. Tốc độ trôi trang này. Bây phải bao giờ nó không sẽ nó đi lực mạnh hơn. Đấy, ok. Tuy nhiên là vấn đề của Bifone là hình như là nó bị cái này không có hiển thị ảnh, ảnh nó bị vấn đề gì á, nó không lót xong ảnh này. Lỗi Chrome. Đâu rồi? Back lại vào lại, back lại luôn. Lấy cái kia nó hay bị đứng. Không lấy cái nào có mình. Rồi vào lại. Muốn chơi nữa cho bạn đó. Mới so như Z3 cho hàng. Mình xin cái một tí. Ok ok. Ok. Chưa có nghe đâu, đã khởi động lại 3 lần sau khi bật mất. Cháu nghe là cháu nghe là thấy. Cháu nghe là nghe.